Những ngày qua, bầu Thụy là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của khán giả sau khi tuyên bố giúp đỡ hồ Văn Cường theo đuổi đam mê học đại học hậu tang sự cố ca sĩ Phi Nhung. Không chỉ liên tục có động thái bảo vệ giọng ca nhí, vị đại gia nằm trong top đầu những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, còn thẳng thắn lật tẩy thuyết âm mưu của những kẻ đang cố hãm hại Cường, muốn đẩy em vào con đường cùng. Bầu Thụy từng viết, giá như cố ca sĩ Phi Nhung còn sống, mọi chuyện đã tốt đẹp biết mấy giá như quản lý Phi Nhung trả tiền cho Hồ Văn Cường trước khi Phi Nhung qua đời. Giá như trả Hồ Văn Cường tiền trước và sau 49 ngày mất Phi Nhung. Giá như quản lý Phi Nhung không chụp ảnh post Facebook trả tiền cho Hồ Văn Cường ngay lúc tang lễ đang diễn ra tại Mỹ thì tốt. Giá như trả lại YouTube và Facebook cho Hồ Văn Cường thì tốt. Giá như đừng đến nhà Hồ Văn Cường từ 17 đến gần 23 giờ để live stream thì tốt biết ngàn lần. Nếu như Hồ Văn Cường đi xe Rolls Royce ở nhà riêng thì hãy nói vô ơn bạc nghĩa ai là đạo diễn việc làm trên. Rất nhiều những hiểu lầm suy nghĩ không đúng về câu chuyện này. Cường ơi con bản lĩnh để vượt qua mọi đau thương mất mẹ và sớm lấy lại tinh thần để không phụ lòng mẹ Phi Nhung và khán giả yêu quý hai mẹ con. Bầu Thụy đã không giấu nổi cảm xúc tiếc nuối xót xa trước những điều mà Hồ Văn Cường phải chịu đựng thời gian qua. Đặc biệt trước những ý kiến chỉ trích giọng ca nhí là đứa con vô ơn, phụ tình mẹ nuôi, đại gia này còn ẩn ý về việc có người đứng sau đạo diễn mọi chuyện, hòng hủy hoại danh tiếng của cậu bé là một người yêu mến giọng ca nhí, bầu Thụy hy vọng Hồ Văn Cường sớm bồi dưỡng tài năng để không phụ lòng người hâm mộ. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, bầu Thụy đã làm một điều đặc biệt, đúng chuẩn fan ruột của thần tượng. Cụ thể, Chủ tịch Thái Group đổi ảnh đại diện thành hình ảnh Hồ Văn Cường kèm theo caption: Thần tượng của tôi và một icon trái tim nhỏ. Dù là doanh nhân thành đạt, chủ tịch tập đoàn, người đàn ông quyền lực với tài sản hàng nghìn tỷ đồng, nhưng khi hâm mộ yêu mến một ai đó, Bầu Thụy vẫn bày tỏ cách vô cùng dễ thương, giống như với hầu hết mọi người. Hồ Văn Cường quả thực là cậu bé may mắn khi giữa lúc gặp khó khăn lại có bàn tay của Bầu Thụy luôn dang rộng, sẵn sàng bảo vệ, che chở và lo lắng cho tương lai của cậu bé. Mong rằng với sự hậu thuẫn của người đàn ông giàu có quyền lực như Bầu Thụy, Hồ Văn Cường sẽ tự tin bước tiếp trên con đường nghệ thuật, nuôi dưỡng tài năng và sớm bùng nổ trong tương lai. Mời quý vị cùng chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Giữa ồn ào mâu thuẫn với ekip của mẹ nuôi, Hồ Văn Cường lại không có tên trong danh sách những người con nuôi sẽ sang Mỹ hát tưởng nhớ Phi Nhung mà chỉ có ba cô con gái nuôi của cố ca sĩ xuất hiện. Trong buổi live stream cảm tạ sau tang lễ cố ca sĩ Phi Nhung, trung tâm Thúy Nga Paris by Night đưa ra ý tưởng sẽ mời các con nuôi của Phi Nhung qua Mỹ hát tưởng nhớ cô trong số mới nhất của chương trình sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Trong danh sách có những người con nuôi sẽ tham gia chương trình này gồm có Tuyết Nhung, thiêng Ngân, Quỳnh Trang. Sự vắng mặt của Hồ Văn Cường ở một chương trình đặc biệt ý nghĩa như thế này đã khiến khán giả tò mò. Bởi trên thực tế, Hồ Văn Cường mới là người con nuôi nổi tiếng nhất của cố ca sĩ Phi Nhung. Tuy vậy trong bối cảnh ồn ào giữa Hồ Văn Cường và ekip Phi Nhung về chuyện tiền bạc, mối quan hệ giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung khi cô còn tại thế cũng từng gây nhiều lùm xùm không hay, thì việc ca sĩ trẻ vắng mặt cũng không hẳn là điều không tốt hoặc khó hiểu. Đáng chú ý là các con gái nuôi nổi tiếng của Phi Nhung đã nhanh chóng lên tiếng về sự việc. Theo đó, ba cô con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung đều tỏ ra hạnh phúc và biết ơn với cơ hội đặc biệt mà phía trung tâm Thúy Nga Paris by Night đã gửi đến họ. Phạm Thiên Ngân chia sẻ trên trang cá nhân: "Mẹ ơi, khi con nhìn tấm hình này, lòng con nhiều cảm xúc, buồn có, vui có và đau lòng cũng có. Con rất là vui và thích khi được qua Mỹ hát cho Thúy Nga Paris by Night, nhưng có một hình ảnh mà luôn hiện trong đầu con chính là mẹ dắt con đi, con rất đau lòng. Và con cũng biết đây là tâm nguyện của mẹ. Mẹ lúc nào cũng dành hết tình yêu thương và những điều tốt đẹp đến cho tụi con. Mãi trong tim con cả đời này." sẽ có mẹ và luôn có mẹ. Thiên Ngân chia sẻ hình ảnh được Thúy Nga Paris by Night design cho ba chị em trong chương trình mới và nói lời cảm ơn. Cũng xem đây là cơ hội đặc biệt. Quỳnh Trang, con gái nuôi nổi tiếng lớn nhất trong số 4 con nuôi của Phi Nhung đã lên tiếng. Con xin chân thành cảm ơn trung tâm Thúy Nga đã tạo điều kiện cho con và hai em được vinh hạnh góp mặt trong show Paris by Night 132 với chủ đề Xuân với đời sống mới để thể hiện một ca khúc tưởng nhớ đến mẹ Phi Nhung. Một lần nữa con xin được cảm ơn sự ưu ái này của trung tâm dành cho mẹ và cho ba chị em con. Tuyết Nhung cũng không khỏi chạnh lòng khi nhớ tới người mẹ nuôi đã qua đời. Cô gửi lời cảm ơn mẹ nuôi đã tạo điều kiện cho mình vươn tới những cơ hội tốt trong cuộc sống. Con cảm nhận được là mẹ ở nơi ấy và mẹ đang làm điều mẹ muốn, mẹ ấp ủ từ lúc mẹ còn sống, đó là muốn các con được đứng trên một sân khấu lớn của Thúy Nga Paris by Night. Nếu thủ tục suôn sẻ và các con qua được, con hứa với mẹ sẽ hát thật hay và tận dụng những gì mẹ đã dạy cho con từ trước tới giờ. Trong khi ba con gái nuôi của Phi Nhung đang hào hứng chờ ngày qua Mỹ để biểu diễn, thì những thông tin về Hồ Văn Cường vẫn khá ít ỏi. Nam ca sĩ hoàn toàn không cập nhật gì thêm về bản thân và gia đình kể từ sau khi thông báo rời khỏi công ty Phi Nhung và trả lại toàn bộ trang cá nhân Facebook cho phía công ty. Đường nhuệ lớn tiếng gọi luật sư là thằng già ngay tại tòa. Tại tòa, Đường Nhuệ đã đứng dậy, lớn tiếng gọi luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại là thằng già. Ngay trong phiên xét xử, tại phần tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, xử vụ Đường Nhuệ chỉ đạo xâm chiếm công ty Lâm Quyết, bị cáo Đường đã đứng bật dậy gọi luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại là thằng già. Sau khi luật sư nhận định, Đường là người cầm đầu băng nhóm xã hội khét tiếng ở Thái Bình. Tại phần tranh luận vụ án xâm phạm chỗ ở của công dân, luật sư Trần Hồng Lĩnh, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng, người bảo vệ quyền lợi cho bị hại là vợ chồng chủ công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết, đã trích dẫn lại nội dung file ghi âm của gọi giữa Đường Nhuệ và ông Nguyễn Văn Lẫm, giám đốc công ty Lâm Quyết. Luật sư Lĩnh dẫn lại câu nói của Đường Nhuệ đe dọa giết ông Lẫm. Tao sẽ hy sinh một thằng đàn em tao, tao sẽ nuôi nó cho ăn trong tù luôn. Tao mà là thằng số 2 thì không có thằng nào là số 1 luật sư lĩnh nhận định bị cáo nguyễn xuân đường không phải là người hiền lành mà là người cầm đầu băng nhóm xã hội khét tiếng ở thái bình ngay lập tức đường nhuệ đang ngồi ở hàng ghế bị cáo đã đứng bật dậy lao tới trước bục bị cáo lớn tiếng phản ứng bị cáo không thể bình tĩnh không thể để thăng gia này vu khống được theo chỉ đạo của chủ tọa phiên tòa lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp phải ngăn chặn yêu cầu thì bị cáo đường mới chịu trở lại vị trí ghế ngồi của mình trong đó, phần xét xử vào buổi sáng, khi chủ tọa đặt câu hỏi thẩm vấn, Đường Nhuệ cũng đề nghị tòa cho được trình bày lại sự việc theo ý của mình, chứ không phải chỉ trả lời những câu hỏi. Chủ tọa yêu cầu Đường trả lời câu hỏi thì bị cáo nói nếu tòa không đồng ý cho bị cáo được trình bày thì xin cho bị cáo về trại giam, còn nếu tòa muốn xử thế nào cũng được. Sau đó, tòa cho phép bị cáo Đường được trình bày theo ý của bị cáo. Liên quan tới vụ án Đường Nhuệ chiếm giữ công ty Lâm Quyết, trong phần tranh luận, luật sư Trần Hồng Lĩnh cho rằng, căn cứ vào tài liệu đơn tố giác của vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm, bà Phạm Thị Quyết, thì có 4 nội dung tố cáo đối với nhóm đường nhuệ, gồm các hành vi chiếm giữ trái phép công ty, đe dọa giết người, chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, phá tan hoang công ty lầm quyết. Tuy nhiên, theo luật sư đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình mới xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án một nội dung xâm phạm chỗ ở, còn 3 nội dung khác chưa ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra lại, tuy nhiên tòa cho rằng cơ quan điều tra đã áp dụng đầy đủ các biện pháp cần thiết nên không chấp nhận yêu cầu này. Mời quý vị cùng chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Trước tình hình mưa bão liên tiếp xảy ra ở các tỉnh miền Trung, công an các địa phương đã triển khai kịp thời hiệu quả các biện pháp ứng phó. Cụ thể lực lượng công an các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đã triển khai lực lượng ứng trực 24 trên 24 giờ, nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập lụt sát cánh cùng với người dân trên địa bàn phòng chống thiên tai, nỗ lực giúp người dân sơ tán, di rời, bảo vệ tài sản. Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt nhiều địa phương trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an các tỉnh xảy ra mưa lũ luôn có mặt ở các địa bàn trọng điểm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ban giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh thị sát địa bàn để chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường. Phương tiện cứu hộ cứu nạn được công an tỉnh Hà Tĩnh đưa xuống địa bàn, sẵn sàng ứng cứu người dân mưa lũ khiến cho nhiều địa bàn huyện lệ thủy quảng bình ngập sâu công an xã hồng thủy luôn có mặt tại cơ sở để giúp người dân cất đồ dùng sinh hoạt tránh lũ làm hư hỏng các phương tiện cứu hộ cứu nạn được cán bộ chiến sĩ công an huyện quảng ninh quảng bình đưa xuống cơ sở cùng với bà con phòng chống lũ lụt những khu vực nguy hiểm được các chiến sĩ cắm cảnh báo góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân các tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông ứng trực tại điểm ngập sâu nhằm hướng dẫn phân luồng cho người điều khiển phương tiện các tuyến đường ngập sâu đều có lực lượng công an ứng trực đảm bảo an toàn di chuyển cho người dân. Quý vị đừng rời màn hình vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay với những tin tức nóng hổi khác. Quý vị cũng đừng quên viết ra những ý kiến bình luận của mình ở phía dưới mỗi video cùng với chúng tôi.